Chào tất cả mọi người và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú đốn cây dầu to cao này nữa nha. Đó, chú bắt đầu mang cái bộ móng để leo lên cây nha các bạn. Trời, đem cái máy cưa quá bự rồi, sao leo lên cây. Dây không à? À, chú leo lên tránh cuộc dây nha các bạn, rồi xuống cưa gốc nha. Đó, chú thắt dây an toàn rồi đó các bạn. À, cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khó đó mà cưa hạ không được đó, thì hãy liên hệ với chú của mình để cưa hạ nha. Còn cái này là chú Phương nha. Số điện thoại thì mình để ở dưới đường link nha các bạn. Rồi lấy cái bành dây to nữa các bạn ơi. Dây này rất to nha các bạn, dây thái nha. À, chú bắt đầu leo lên cây nha các bạn. Cây rất là to luôn các bạn ơi, rất là cao luôn nha các bạn. Cây dầu với cây sao là hai cây nó tương đương với nhau các bạn, cái độ cao ha. Đó, cao lúc tuốt chảnh á. Chú leo quá lẹ luôn các bạn ơi. Quá nhanh luôn. Đó, tới mấy cái nhánh rồi nha các bạn. Giờ nếm nhánh leo lên nè. Đó, nếm được cái nhánh này. Chú lên tránh là cắt cái nhánh bớt nha các bạn. Chú bắt đầu ở trên đó cưa nha các bạn. Đó, nhớt một nhánh xuống đây. Cắt nhánh rồi cắt đọt luôn nha các bạn. Cây này nhánh nhiều quá, chứ cưa gốc cưa không được các bạn ơi. Tính chú hôm nay tính lên cuộc đó rồi xuống dưới cưa rồi gịch cho nó ngã, mà thấy nó nhánh nhiều quá gịch không nổi, cho nên chú phải đều lên là cưa nhánh, cưa luôn cái đọt cây nha. Quá chiều quần, quá nhanh nha các bạn. Nói chú tuốt trên rồi các bạn. Rớt chứ các bạn ơi. Máy cưa tìm nó quá bén nha các bạn. Chú bắt đầu cưa tiếp mấy cái nhánh đó nha các bạn. Rớt đâu à, dính rồi. Dính cho nó lát chú thiệu xuống nha các bạn. Đó. Ê. Ừ, quá nguy hiểm bạn ơi, chợt vỏ bạn, chợt móng á. Giờ cắt luôn cái nhánh bự luôn hay gì đó các bạn ơi. Xuống nha các bạn. Ừ, rồi dính trên đó rồi. Ôi, ê. Quá nguy hiểm luôn mà. Trên đó cưa cái đọt nha các bạn. Chú cưa mở miệng đó các bạn ơi. Tại vì hồi nãy nhánh nó gớt dưới này nè, nó bị phức nha các bạn. Cái đọt siêu đó các bạn ơi, chữa ngã đó các bạn ơi. Siêu đó các bạn. Nghiêng rồi đó các bạn ơi. Ngã đó các bạn ơi. Ngã đó. Ồ, ngã đó các bạn ơi. Ồ, rớt ình xuống nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn, nguyên một nhánh to luôn nha các bạn. Cánh kia gớt theo luôn à. Cao lúc tuốt chảnh đó các bạn ơi. Bắt đầu chú cưa nhánh tiếp theo nha các bạn.
khui mềm lắm luôn. Ủa, rớt xuống gốc dưới này nha các bạn. Lát nữa vô sợ cái gốc nó mệt rồi nha các bạn. Rồi leo xuống để dọn gốc cương nha các bạn. Chỉnh nó đó. Chú bắt đầu leo xuống nữa các bạn ơi. Quá lẹ luôn các bạn ơi, quá nhanh luôn các bạn ơi. Đó đã xuống gần tới gốc ngay các bạn, tới mấy cái nhánh mà nó ngã kết ngay gốc đó. Giờ chú thắt dây đó để cưa mấy cái nhánh đó nha các bạn. Lát chú cưa gốc mình quay tiếp nha. Giờ lấy miếng đó ra, đó, miếng đó gớt nha các bạn. Bây giờ nhét vô nó. Đó, đó mở. Trời ơi, bụi bay kìa. Trời ơi, trắng luôn nha các bạn. Đây quá khá to. Rất là dài nha các bạn. Giờ chú mình lợi gốc ra cho con để qua dọn dẹp nha. Quá bén, quá mạnh luôn. Chú đoạn ra cho ngắn lại nha các bạn. Lại đằng kia cắt một đoạn nữa. Thank you.
đẹp luôn, quá đẹp. Giờ chú kia là độn chút nữa các bạn, hai mắt hai cho người ta nha. Rồi chú đã cưa cái cây ngã xuống hoàn thành các bạn. Mình xin kết thúc video đây nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều nha.